niệm Phật không à, mình nhớ được lúc đó, mình sáng suốt được lúc đó là vô lượng quang liền, mình thắng lại liền lúc đó là vô lượng thọ liền. Rồi mình nói A Di Đà Phật, không sao hết, ngày xưa tôi thiếu nợ cô, bây giờ tôi trả nợ cho cô, là vô lượng công đức liền. Lúc bây giờ mình mờ nở một nụ cười an lạc, mình đi là vô lượng buông bỏ rồi. Đó là miên mật. Chứ đâu phải đợi tới khi mà quý Phật tử ngồi trong đạo tràng rồi mình cứ kéo sâu chuỗi vậy hoài đâu. Kéo sâu chuỗi vậy hoài là không có miên mật đâu, lộn xộn chứ không có miên mật đâu. Cho nên mình kéo hoài, nó chỉ quen ngón tay thôi, mà mình không có miên mật trong tâm của mình. Nó còn bây giờ nó nói, thầy ơi, con nói rằng là ở trong kinh đó, A Di Đà nói rằng là mình phải niệm nhất tâm bất loạn. Con ngồi một cục từ sáng tới chiều mà sao nó loạn hoài. Nhất tâm đâu phải ngồi một đống như vậy đâu, phải không? Đức Phật kêu mình nhất tâm là cái tâm của mình nhất, chứ không phải cái thân của mình ngồi một cục thừ lự vậy hoài, phải không? Từ sáng tới chiều ngồi mà ngủ lên ngủ xuống vậy đó, con mũi cắn không dám đập, cứ ngã nghiêng ngã ngửa rồi kiếm hoài không thấy nhất tâm ở đâu hết. Thì như vậy quý Phật tử không hiểu được chữ nhất tâm. Chữ nhất tâm nó nằm ở trên ngực của Phật mà quý Phật tử không thấy, đó là chữ vạn đó. Vạn vạn quy nhất, vạn pháp quy nhất, có nghĩa là chữ vạn là nhất tâm đó. Tại vì sao vạn pháp quy nhất? Tại vì chữ vạn nó có nhiều cái nhánh như thế này, có nghĩa là nhất tâm thường chuyển, chứ không phải nhất tâm một đống, phải không? Ngồi một đống đâu phải là nhất tâm. Chữ vạn nằm trên ngực của Phật có nghĩa là gì? Vạn pháp quy nhất, có nghĩa là dạy cho chúng ta nhất tâm thường chuyển, là quay hoài. Mình nhất tâm mà không phải ngồi một đống, nhất tâm không phải là cục đá, nhất tâm không phải là một gốc cây mà bình yên như vậy, không phải. Nhất tâm mà luôn luôn lúc nào cũng chuyển động, đứng một chỗ mà đi ba vòng niệm Phật đó, nhớ không? Đó là nhất tâm thường chuyển. Có ai đứng một chỗ đi kinh hành ba vòng được không? Có không? Được chứ đâu có gì đâu. Thì đứng tại chỗ đi rồi quay vòng vòng vậy thôi, chứ có gì đâu, thấy không? Chữ vạn là gì? Là nhất tâm thường chuyển. Cho nên quý Phật tử niệm Phật nhất tâm bất loạn như thế này nè, mình niệm mình ngồi cỡ nào cũng loạn hết á. Nhưng mà quý Phật tử niệm nhất tâm như thế này sẽ không loạn. Có nghĩa là mình ngồi lặt rau mình cũng A Di Đà Phật, thấy không? Mình ngồi mình lặt rau như thế này, mình nói A Di Đà Phật, con nguyện rằng là con niệm câu niệm A Di Đà này, con nguyện con đoạn hết tất cả phiền não. Thấy không? Mình ngồi mình lặt rau mình cũng niệm Phật, mình giặt đồ bạch Đức Thế Tôn, hiện nay con ngồi con giặt đồ, con nguyện con rửa sạch hết, con hóa giải hết, con rọi rửa tâm hồn của con cho nó sạch sẽ tất cả những bụi bẩn của phiền não. Tức là mình giặt đồ mà mình cũng nhớ câu niệm Phật, mình tắm mình cũng nhớ câu niệm Phật, rồi mình ăn cơm mình cũng nhớ câu niệm Phật. Mình ăn cơm, khi mà mình ăn cơm rồi mình biết là mình nhai bao nhiêu lần ở trong miệng, rồi mình nuốt vào trong bụng mình nó đi tới đâu. Mình chén cơm này mình ăn bao nhiêu lần rồi, mình múc được bao nhiêu muỗng cơm vào trong miệng. Tức là bữa cơm đó mình ăn trọn vẹn một bữa cơm. Còn quý Phật tử bây giờ ngồi ăn cơm không trọn vẹn được miếng nào hết đó, già chén cơm nè, vừa nhai mà vừa nhớ cái gì á, không? Ăn cơm mà ăn cơm người hay nói câu rằng là bạch thầy, con ở nhà con khổ lắm, ăn cơm chan toàn là nước mắt không. Cái đó là ăn khổ chứ đâu có ăn cơm miếng nào đâu, phải không? Cho nên mình ăn cơm mình phải biết mình ăn cơm, thì câu niệm Phật của mình mới gọi là nhất tâm bất loạn được. Mình đi mình cũng niệm Phật nữa, bước chân trái tới bạch Đức Thế Tôn con đang về, bước chân phải bạch Đức Thế Tôn con đã đến, bạch Đức Thế Tôn con đang về, bạch Đức Thế Tôn con đã đến. Bước đi của mình cũng bạch với Đức Thế Tôn. Hít vào thì mình cũng nhớ Phật Thích Ca, thở ra mình cũng nhớ Phật Di Đà. Cho nên hít thở của mình là hít thở mùi hương của Phật. Thì như vậy quý Phật tử mới không có thể nào mà loạn tâm được hết. Còn mình tu mà mình cứ là mình hít thở cái hương, mùi hương của cuộc đời hoài, còn hương ông Phật A Di Đà mình không thèm hít thở. Đó, mình ngồi mình nhất tâm, tức là ngồi xếp bằng vậy nè, mắt liêm diêm như vậy, rồi làm sao nhất tâm được? Không bao giờ nhất tâm được hết á. Cho nên cái gặp gần trong bến giác của mình đó, thường thường chúng ta đều gặp hết. Có một cái nữa như thế này, một thầy giảng sư thôi, phải không? Một thầy giảng sư mà cái đạo tràng nào đông á, niệm Phật đông á, thì tự nhiên cái mình giảng nghe nó sung lắm. Còn cái đạo tràng nào mà ít cái không chịu giảng. Với cái đạo tràng lỡ trời ở nhìn thấy có hai mấy bà, thấy nó không có sung gì hết trơn rồi không giảng được. Cho nên nếu như vậy thì bản thân cũng đã là gặp gần bên bến giác rồi. Cho nên cái bến giác yêu thương của chúng ta nó không có phân biệt đông hay là ít.
không phải phân biệt là vắng vẻ hay là nhiều gì hết đó, phải không? Mà quan trọng nhất đó là mình làm sao trong đạo tràng của mình mồi được ánh sáng yêu thương, phải không? Đừng có thấy đạo tràng ít hay đạo tràng nhiều gì cả. Chúng ta phải làm sao tâm của mình vô phân biệt, đến đạo tràng là với cái tâm từ, với đến đạo tràng với cái chuyện yêu thương thôi. Thầy kể cho quý Phật tử nghe, có một lần thầy ở Tây Ninh đi giảng, có một sư bà lớn lắm rồi, khoảng 80 tuổi. Thì sư bà đó mới đến cái văn phòng ban trị sự tỉnh hội tỉnh Tây Ninh. Sư bà nói với thượng tọa trưởng phó ban thường trực. Sư bà nói: bạch thượng tọa, con chuẩn bị hết một tháng rồi, con mời Phật tử lợi chùa của con, mời trước một tháng rồi đó. Thượng tọa ơi, con thỉnh thầy Thích Minh Thành lợi chùa của con để giảng cho đạo tràng con nghe, con chuẩn bị một tháng rồi. Thượng tọa phó ban ổng nghe tội nghiệp quá đi, ổng mới nói: thôi thầy Thành ơi, đi lấy xe đồ đàng hoàng, xe 4 chỗ đưa rước đồ rồi đi theo, mướn thêm một chiếc xe 10 mấy chỗ ngồi cho nguyên cái ban trị sự đi theo, mà tại vì thấy ni sư cũng tội nghiệp quá, 80 tuổi rồi mà chuẩn bị cả tháng trời như vậy rồi. Khi mà thầy đến, xe chở đến đó là 4 giờ chiều, ngồi chờ hoài. Thượng tọa phó ban ổng mới nói: ni sư à, từ 4 giờ chờ tới 7 giờ mà sao không thấy Phật tử nào tới hết vậy? Nói: dạ chắc họ bơi xuồng hơi chậm, nước ngược đó thượng tọa ơi. Rồi ngồi chờ tới 8 giờ đi vô trong đạo tràng, 6 bà với 2 ông. Tới 8 giờ tối rồi mà có 6 bà với 2 ông. Rồi cái thầy mới nói là: rồi cái giảng đường nằm ở đâu thưa ni sư? Ni sư dẫn qua cái phòng kế bên. Nền đất có cái bàn thôi à, tại vì ni sư sống con mình, ni sư đâu có xài ghế, có cái võng thôi, cho nên rồi giảng sư đứng giảng luôn, không có cái ghế ngồi luôn nữa. Rồi trải cái chiếc điểm xuống cái nền đất ở đó, 6 bà ngồi, 2 ông già nữa, không có cái đèn nào hết, không có miếng điện luôn. Cái bà kia chạy về nhà, chạy cho mượn cái đèn măng xong để lên cái bàn. Thầy đứng thầy giảng quy y tam bảo, giảng quy y tam bảo gần nửa tiếng đồng hồ. Bà lấy ra cái ống đầu với cao, cái lấy cái đồ ghim bỏ vô miệng nhai. Ở trên đây mình giảng nhiêu mình giảng, bà cứ bỏ vô miệng nhai một hồi, cái bà này bò ra phun, bà kia bò ra phun. Rồi hai ông kia thấy mấy bà này cứ bò ra phun rồi bò vô nghe, móc thuốc rê ra dẫn hút. Thầy thấy bây giờ quy tam bảo mà nó mới có nửa tiếng ít xịt thì kỳ quá à. Gán nói thêm nữa, mà lúc đó không phải là nói bằng xung lực mà nói bằng tâm lực rồi. Có 8 người mà như vậy rồi làm sao xung nổi. Cho nên gán dùng tâm lực của mình giảng, giảng thêm nữa. Giảng ra hồi nhìn xuống, 5 bà 2 ông bò ra ngoài kia luôn. Bò ra ở ngoài ngồi đang hút thuốc phun cho nó dễ. Rồi xong xuôi 45 phút trôi qua, thầy mới nói rằng là: thầy tán thán cái công đức của quý Phật tử ở đây, đường xá xa xôi, sông suối tùm lum, mà quý Phật tử cũng gán chèo xuồng chèo ghe đến đây để nghe pháp, 6 bà với 2 ông. Thì thôi bây giờ đó thầy xin tán dương công đức của 5 bà với 2 ông ở ngoài kia, tán dương 8 phần thôi. Còn bà cụ thầy chỉ có bà ngồi trong đây nè, bà cụ là người tốt nhất từ đầu cho chí cuối, không bao giờ nhúc nhích, mà bây giờ 7 người kia bò ra hết rồi mà bà cụ vẫn còn ngồi y nguyên. Thầy tán dương 10 phần công đức luôn. Bà cụ nói: không phải thầy ơi, tôi chờ tôi lấy lại cái đèn măng xong. Tôi ngồi tôi chờ để tôi lấy cái đèn măng xong thôi. Ý của bà cụ nói rằng là nếu mà không có cái đèn măng xong, thưa thầy, tôi cũng bò ra ngoài luôn rồi. Đó thì quý Phật tử thấy rằng, cho nên trong cái vấn đề mà chúng đi ta đi giảng hay là chúng ta mà tu cũng vậy, thầy thấy rằng là cái Phật tử ở vùng xa vùng sâu, người ta không có đủ duyên với tam bảo, cho nên thầy giảng cái đề tài quy y tam bảo. Mà nếu mà mình thấy người ta đến mà có 6-7 người như vậy mà mình bỏ về luôn thì muôn đời người ta không bao giờ có cái duyên gặp Phật. Cho nên vì lý do đó cho nên gán ngồi. Kệ đó, mình quy y tam bảo thì 8 cái Phật tử đó vô được bảo nào hay bảo đó.
Kệ đi, mình cứ nói hoài.